Bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 8 Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Ngôi nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và có diện tích ở trên sổ đỏ là 37m2. Được thiết kế là 4 tầng. Đây như mọi người có thể thấy đây. Nhà nằm ở trên mặt ngõ là rộng 3m, hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái và nằm cách đường ô tô. Đi lại ô tô tránh nhau là khoảng tầm 30m. Đấy, như phía trước của ngôi nhà đây là có cửa chính sử dụng là cửa hai lớp, ở lớp bên ngoài đó là cửa sắt hộp sân tĩnh điện, và phía bên trong là bằng cửa nhôm kính, cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống mặt tiền đều được ốp bằng gạch granite hết, toàn bộ rất là sạch. Nhà có hệ thống ban công, hệ thống lan can, cầu thang là bằng sắt mỹ thuật rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người có thể hình dung rõ hơn. Ở phía tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là khu vực để xe. Đây là khu vực để xe được lát bằng gạch sân vườn kích thước là 40-40. Và phía bên trong đây là khu vực phòng bếp. Diện tích phòng bếp rất là rộng, rất là thoáng. Có cửa sổ mở ra phía sau này để thông thông gió, hút mùi. Đấy. Đây là toàn bộ ngôi nhà ở phía tầng 1 đây. Hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ acrylic chống cong vênh mối mọt. Toàn bộ hệ thống mặt bếp và tường bếp đều được ốp và lát bằng đá granite hết. Sử dụng hệ thống vòi rửa và chậu rửa là bằng inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy, đây là toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây, mọi người có thể nhìn thấy. Hệ thống trần thạch cao đèn led này, hệ thống sơn tường này và hệ thống gạch lát nền đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Để mọi người là mua nhà thì có nhu cầu thì là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Ở phía khu vực tầng 1 thì còn có thêm cả một nhà vệ sinh nữa. Đấy, nhà vệ sinh sẽ có là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng được ốp bằng gạch ốp là kích thước là 30-60, hàng loại 1. Và ở phía bên trong nhà vệ sinh của tầng 1 thì còn có thêm là một cái máy bơm nước cho toàn bộ cái hệ thống bồn nước ở phía trên tầng 4 trong ngôi nhà. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trên tầng 2 cho mọi người có thể là hình dung rõ hơn. Đây mọi người có thể thấy là toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang đây. Tay vịn và lan can cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là bằng đá granite hàng loại 1. Đây là cái không gian của tầng 2. Tầng 2 thì sẽ được chia làm 2 phòng, một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là cái khu vực của phòng khách đây. Khu vực tầng lửng này thiết kế được là phòng khách hoặc là phòng sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình. Có cửa sổ mở ra đằng sau để lấy ánh sáng và không khí rất là thoáng. Đấy, có cái hệ thống vách để trang trí, vách dựng, cái tủ kệ. Hệ thống trần thạch cao đèn led đây. Đấy, cái khu vực tầng lửng này rất là đẹp, rất là thoáng. Tiếp theo đây là cái phòng ngủ. Phòng ngủ có cửa sổ mở ra phía bên ngoài. Đấy, hệ thống cửa sổ là đều đã có lan can bằng sắt hộp sân tĩnh điện hết, đảm bảo tính an toàn trong ngôi nhà. Toàn bộ phòng ngủ là đều được chúng tôi là thiết kế là những cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa, hệ thống automat sử dụng cho điều hòa riêng. Đây, có cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Rất là đẹp, rất là rộng. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, nhà vệ sinh rất là rộng luôn. Đã có đầy đủ hết toàn bộ cái hệ thống bồn cầu, lavabo, hệ thống sen tắm, vòi xịt và những cái hệ thống gương phụ kiện đã đầy đủ hết. Sử dụng cửa nhà vệ sinh là bằng cửa nhôm Việt Pháp. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đấy. Đây là toàn bộ cái thiết kế của tầng 3 đây, phòng ngủ phía bên ngoài, phòng ngủ phía bên trong. Đấy. Tất cả các phòng ngủ là chúng tôi đều thiết kế là có hệ thống cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Thiết kế sẵn cái hệ thống
ống chờ để lắp điều hòa và sử dụng hệ thống trần thạch cao cùng với đèn led. Đây, mọi người có thể là quan sát kỹ hơn. Cái phòng ngủ thiết kế rất là vuông vắn, rất là rộng. Cái phòng ngủ phía bên ngoài này là cũng giống tương tự như phòng ngủ ở dưới tầng 2 thôi. Đấy. Cửa thông phòng sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh đã lắp đặt đầy đủ hoàn thiện hết toàn bộ những cái hệ thống thiết bị cơ bản. Đấy. Mọi người chỉ việc lắp bình nóng lạnh là có thể là sử dụng được luôn. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là có một phòng thờ và một sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ phía bên ngoài. Phòng thờ rất là rộng. Đấy, tất cả các phòng đều có cửa sổ hết, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, cung cấp đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Đấy, và sự thông thoáng cho cả ngôi nhà. Và phía khu vực đằng sau đây là cái khu vực để máy giặt và sân phơi. Đấy, chúng tôi đã thiết kế là ở cái khu vực này đây, hệ thống đường điện và hệ thống ống nước chờ để nó đặt máy giặt ở đây. Đấy, đây là toàn bộ cái khu vực sân phơi đây. Chúng tôi là đã lợp mái tôn và quây chuồng cọp kín hết, đảm bảo tính an toàn và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy ở xung quanh của ngôi nhà đây là khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng, hàng xóm rất là thân thiện. Và xung quanh ngôi nhà trong vòng bán kính 1 km thì có đầy đủ hết toàn bộ tất cả những cái tiện ích: trường học, ủy ban nhân dân, siêu thị, chợ và ủy ban nhân dân phường. Đấy, tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này là được thiết kế là 4 tầng, có diện tích ở trên sổ đỏ là 37 m², nằm tại tổ 8 Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.880.000.000. Mọi người có nhu cầu cần mua nhà hoặc xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn mọi người.